지성이, 너 어떻게 여기서? Muốn chào lại cậu đâu. Hai đứa điên rồi hả? Tối qua còn ngủ ở đây sao? Dạ, tụi con đang chuẩn bị đi ăn sáng đi. Đi thôi anh Hiên Sức. Con định đi đâu? Con đã nói là tụi con đi ăn sáng mà mẹ. Đi. Phải đó chị Sơn à. Em nên về nhà đi. Bác nói đúng rồi đó. Cậu đừng can dự vào việc này. Cậu nghĩ mình là ai mà có quyền hả? Tất cả chuyện đã nói rõ với cậu rồi chứ. Cậu đang cố tình có phải không? Đây là cách cậu chống đối lại tôi hả? Chuyện mẹ mới nói là sao? Có phải mẹ lại lén đi gặp anh ấy nữa hay không? Mẹ. Sao lại không được? Mẹ có thể làm gấp trăm lần như vậy nữa kìa. 10 năm về trước, cậu còn quá trẻ, đứa đã trưởng thành rồi thì phải sáng suốt hơn chứ. Chị Sơn, nó còn chưa hoàn tất thủ tục ly hôn. Tôi và con rể đều muốn vợ chồng nó quay lại với nhau, cho nên cậu hãy... Muốn gì thì sao? Ý của con mới là quan trọng nhất đúng không? Tại sao mẹ lại tự quyết định trong khi đây là hôn nhân của con? Mẹ muốn con quay lại với chồng. Có ly dị hay là không thì con sẽ tự quyết định. Từ trước tới giờ con vẫn nghe lời của mẹ mà. Tại sao bây giờ con cãi lời mẹ? Tối qua chị Sơn bỏ nhà đi thì cậu cũng nên khuyên nó trở về chứ. Hoặc ít nhất là gọi báo cho tôi. Cậu có biết tôi lo cho nó cả đêm hay không hả? Không thay đổi một chút nào. Chị Sơn không còn nhỏ nữa đâu bác. Tôi không muốn cậu tiếp tục chuyện này. Cậu hãy tránh xa chị Sơn ra. Ủa? Con xin lỗi bác. Nhưng con không thể làm như vậy được đâu. Cái gì? Từ giờ, con sẽ ở bên cạnh Chi Sơn. Cái gì? Và bác về cẩn thận. Anh sẽ gọi lại cho em. Con là mẹ của Mina. Đừng bao giờ quên điều đó. Con là mẹ của nó. Nhưng con không muốn là một người mẹ giống như mẹ đâu. Con sẽ dạy nó theo cách của con. Mẹ không nói là con nên giống mẹ, nhưng con phải tự cảm thấy xấu. Xấu hổ với con gái con. À không. Thật ra thì từ trước tới giờ, con không làm chủ được cuộc đời của mình, nên con luôn cảm thấy xấu hổ vì điều đó. Biết của mẹ hết. Nhưng mà khi có chuyện xảy ra, thì con chỉ biết ngồi yên để mẹ giải quyết hết mọi chuyện. Cũng bởi vì con quá... Tại sao con lại đối xử với mẹ như vậy chứ? Có phải là cậu ta đã nói gì đó với con hay không? Chuyện này nữa. Chuyện gì vậy? Sao vậy? Có chuyện gì hả? Con tới đây làm gì hả? Lại tìm cái chảo cũ rích của ba chồng con nữa sao? Nhưng mà sao mẹ lại đến nhà con làm rối tung lên như vậy chứ? Mẹ có biết là mẹ đã xâm phạm vào nhà riêng của người khác hay không vậy hả? Ôi trời, thật thông minh. Đúng, mẹ đã sai rồi đó, được chưa? Nhưng con có bao giờ chịu ngừng lại suy nghĩ xem mình đã làm gì hay chưa? Đã bao giờ nghĩ chưa hả? Dạ sao mẹ? Con nhìn các chị của con đi. Một người là giáo sư, một người là tiến sĩ. Hai chị của con, người đó mà cố tình hủy hoại cuộc đời mình, còn người kia thì lại tình nguyện lăn xả vào bếp. Chỉ vì nó muốn hoàn thành nghĩa vụ của một người con dâu. Con là mẹ, thì con sẽ cảm thấy sao? Còn nói đi bây giờ, mẹ phải làm sao đây? Mẹ. Là hai chị bị cái gì vậy hả? Sao hai chị không chịu hiểu cho mẹ chứ? Hai người đã khiến cho mẹ rất lo lắng đó. Bây giờ hai người nghĩ mình làm như vậy là hay anh nuôi dạy chúng ta như thế nào hả? Mẹ đã dạy chúng ta lớn lên như thế nào? Mẹ nói chúng ta sống không cần phải lo người khác nghĩ gì về mình và phải biết rồi hả? Các chị quên là chúng ta có được như ngày hôm nay đều là nhờ mẹ sao? Các chị tưởng những gì mẹ nói đều là la mắng có đúng sao các chị có thể làm cho mẹ đau lòng tới mức như vậy chứ? Ngay cả khi mẹ có sai đi chăng nữa thì các chị cũng không nên cãi lại mẹ, được chứ? Mẹ chóng mặt quá. Mẹ ơi. Không, bây giờ uống thuốc cũng vô ích, không uống. Nhưng mà có chuyện gì với chị In Sơn vậy mẹ? Người mà chị ấy ai chứ? Là Blue Ren đó. Con biết người đó không?
Người làm chung chương trình phát thanh với chị hả? Chuyện này dài dòng lắm. Dù sao thì chị con vẫn chưa ly dị xong, nó làm như vậy là không được. U Chê nhất định sẽ không bỏ. Dạ đúng rồi đó mẹ, mẹ nói chính xác luôn. Mà con nghe In Sơn nói đồ phải không? Nó giận mẹ vì mẹ đang quăng cái chảo cũ rích của bà. Nhưng sao mẹ lại quăng cái chảo của bác ấy vậy? Mẹ đã thay hết đống chảo cũ đó, rồi mua lại cái nhìn dơ tới mức có thể làm người ta bị ngộ độc thực phẩm luôn đó, làm sao mà nấu ăn được. Sau đó mẹ dọn tủ lạnh, lúc đang dọn thì bị mấy cái bánh gạo đông cứng gì hết luôn rồi đó. Đáng lý ra việc đầu tiên nó phải hỏi là chân mẹ có sao không mới đúng chứ. Thiệt tình, bây giờ đỡ nhiều rồi. Chị In Sơn cũng bị sao vậy chứ? Chắc mấy chị điên hết rồi đó. Bao giờ phản bội mẹ như hai chị của con nha? Tất nhiên là không rồi. Con đó, nên không phải người xấu đâu. Mấy ngày gần đây, thiệt tình là mẹ chịu hết nổi hai anh rể của con rồi. Mẹ nghĩ Chinh Bông là sự lựa chọn tốt nhất đó. Con nhận lời. Cũng không hẳn là con đã nhận lời đâu. Mẹ hiểu con mà, con đó, mấy đứa con trai nào cầu hôn con không bao giờ để mắt tới tụi nó. Con đã động lòng đúng không? Nếu không vì con, thì chắc mẹ đang ngã quỵ rồi. Ơi, mấy đứa bất hiếu kia. Mẹ ơi, mẹ nằm xuống nghỉ một chút đi nha. Mẹ đau chân lắm. Trời ơi. Nhiều 집을 나갔었어? 뭘 그렇게 놀라니? 나도 아니고 희성이도 아닌 언니가 엄마랑 싸워서 집을 엄마가 쓰러지실 만했네. 그래, 인성이 너는 학과 괜찮니? 아니 뭐 몸은 힘들다. 나 도와준다고 자꾸 찾아와가지고 간섭은 하는데 엄마 마음도 이해되고. 아 근데 매일 일이 터지네. 아, 좋아하는 남자랑 결국 결혼도 했고 또 너 스스로 학과도 받아들였고 시집살이 끔찍해하지도 않고. 언니, 형부는 정말 싫은 거야? 너도 재결합 얘기하려고 그러는 거야? 그럴 거면 언니. 왜 그런지 모르겠는데. 이 mẹ mà chị cảm thấy mọi chuyện rối tung lên hết. Chị thì bây giờ cuộc sống của chị đã không như vậy rồi. Ý chị là chị vẫn biết ơn mẹ đã nuôi chị khôn lớn, nhưng trong lòng không hiểu sao vẫn cảm thấy giận mẹ. Chị khó hiểu lắm phải không? Thiệt tình, đó không phải là hành động của mấy đứa đang dậy thì sao? Nè, lúc ấy bên mẹ la tụi chị, có phải là em hay không vậy hả Y Sơn? Đúng đó. Sao em dám lên giọng với tụi chị hả? Em còn xen vào cuộc nói chuyện với tụi chị nữa. Em không muốn mẹ tức giận tới ngất xỉu thôi mà. Em cứ đợi đi, rồi sẽ có ngày em cũng cãi lại mẹ thôi. Ôi trời ơi, đánh một cái cho tỉnh bây giờ. Thôi đừng nói. Chị sẽ chống mắt lên mà coi. Em đó. Trời ơi. Hai chị mới là người phải cần. Ủa? Yên Sơn. Em. Gì đây? Trên đường về em mua mấy cái này cho ba. Không biết ba có thích hay không nữa. Tụi mình xuống dưới đi anh. Nhiên. Xuống xin lỗi vì hồi nãy đã cãi lại ba. Anh đâu có cãi ba đâu. Thôi mà đi với ấy vui hơn đó. Bộ anh không biết là anh đang đặt em vào tình huống khó xử hay sao vậy? Không lẽ anh nên về phe của ba, đổ thêm dầu vô lửa. Về phe của em hay là bên vực em đâu. Nhưng anh cũng hơi quá đáng rồi đó. Lỡ gì anh mà ba ghét em hơn thì sao đây? Không biết. Anh không có gì để nói với ba. Cạnh em là được rồi. Cho nên là con đã mua mấy cái giống nhất, nhưng mà con hy vọng là từ bây giờ ba sẽ dùng mấy cái này. Con đã ghé qua nhà mẹ con và đã nói chuyện với mẹ của con rồi. Con cũng dặn mẹ mỗi lần muốn đến đây thì nhất định phải gọi trước cho nhà mình. Con gái lấy. Ba nghĩ là con nên nói với bà ấy sau này đừng có tới đây nữa. Bộ con không nghe người xưa nói cái sinh với nhà thông gia thì nên ở càng xa càng tốt. Nhưng mà cái đó là hậu quá rồi ba. Nếu nhà vệ sinh xa nhà quá sẽ bất tiện lắm. Cưng. Mẹ vợ chỉ có ba đứa con gái mà không có con trai. Chẳng lẽ gả con gái đi rồi thì mẹ vợ không thể gặp con mình nữa hay sao? Sao con dám?
Nếu con lo cho bà ấy như vậy, sao con không chuyển về nhà đó sống cùng với bà ấy luôn đi hả? Con chưa bao giờ sẽ nói. Sao ba không thể nhường nhịn bất cứ cái gì hết vậy? Con thấy lúc nào ba cũng bảo thủ hết. Con nói cái gì? Anh bị sao vậy? Dạ ba ơi, con... Dạ ba ơi, ba hãy nghỉ ngơi đi ba. Anh chân cơn đi thôi mà. Đi anh, đi. Dạ chú ba ngủ ngon. Đi. Ôi trời. Cái thằng này nó thay đổi rồi mà. Sau khi lấy vợ thì... Ê. Có chuyện gì vậy hả? Hồi nãy anh chân cơn lớn tiếng với ba của anh ấy. Anh đâu có. Ba muốn nói chuyện với con. Đi vô, vô đây. Này, này con, ba biết là con đang đứng về phía của vợ mình, nhưng con cũng không nên làm vậy với ba của mình chứ. Sơn lắm nữa. Trước đây ba của con không có như vậy đâu. Ông ấy rất rộng lượng và nam tính nữa, không khó chịu với ai bao giờ. Trời ơi, con mà cứ con càng ghét nó. Chuyện này ba đã trải qua rồi nên rất thông cảm cho ông ấy. Dạ. Đây là câu chuyện của ba. Ngày trước mẹ vợ con cũng rất yêu ba. Ba bên vợ trước mặt mẹ mình, có lúc thì bên mẹ trước mặt của vợ. Cho nên bây giờ ba mới ra nông nổi như vậy nè. Có phải con đang nghĩ mẹ vợ con? Có điều mẹ vợ con thì không bao giờ cãi lại mẹ chồng của mình, cho nên mọi chuyện ba ấy đều trút dần lên đầu của ba. Đó chính là điều ba muốn nói đó. Mấy thì ba của con sẽ càng ngày càng ghét Yên Sinh. Như vậy sau này nó sẽ quay ra ghét ai chứ? Ba đừng lo, cô ấy không ghét con được đâu. Không bao giờ, không bao giờ được. Ngày xưa ba cũng giống như con. Có đâu. Anh đang ở đâu vậy? Dạ, ở chỗ chú hả? À, em vừa... Hơi, thiệt sao? Hả? À, anh sao? À thôi, à, không cần thiết phải vậy đâu mà. Tụi nó bận công việc lắm. À, ba ơi... Không sao đâu ba, ba mời bác ấy qua nhà chơi đi mà. Con nấu nướng không giỏi nhưng mà con có thể nấu bữa tối cho bác. Dù con dâu không giỏi việc bếp núc nhưng mà nó nói là sẽ nấu cho anh một bữa ăn thiệt ngon. À, rồi sau đó anh em mình cùng về đây ăn cơm. À, được rồi. Dạ. À, con không cần chuẩn bị nhiều đâu ha, cứ làm đơn giản thôi. Dạ, con biết rồi. Em đã nói chuyện với anh Jin Bong rồi. Em quyết định từ chối lời cầu hôn. Nói là sẽ trả nhẫn lại cho anh ấy. Sao? Anh hỏi như vậy là sao? Anh đừng có nói gì nữa. Em có quyền quyết định chuyện đó. Còn chuyện này nữa, em cũng sẽ nói với mẹ là em đã yêu anh rồi. Ma Hy Sơn. Anh đừng có nói gì hết. Nè, em không thể làm vậy được. Nhâm Trung Ma, In Sơ à, hồi sáng này á, sao em nói là sẽ nấu cơm mời bác hả? Đơn giản thôi mà, anh đừng có lo, em sẽ làm thật đơn giản, anh yên tâm đi nha. Vậy mình có nên thuê ai giúp không? Anh thấy ý đó cũng được mà. Không được. Trời.
Không có, chúng tôi không có cãi nhau gì đâu. Chúng tôi đã xử với nhau rất tốt đó, mọi người. Từ giờ trở đi, em sẽ tự làm hết, cho dù có khó cách mấy. Nè anh nhìn đi, rất đơn giản, bò kho, cá nướng và món thịt bò hầm cay. Có đơn giản quá không? Em thấy đơn giản. Tâm chiên nữa như vậy sẽ đầy đủ hơn. Nhiều quá đó. Là Hinu. Gì vậy? Anh ta gọi cho vợ anh làm gì hả? Anh Sơ, mời anh về chỗ làm việc. Dạ, thưa sếp. Alo, nghe này Hinu. Cuộc sống tân hôn sao hả? Có vui không? Vẫn khỏe chứ. Anh vẫn bình thường mà. Em còn nhớ không? Em nói là anh có thể tham gia vào đội tình nguyện nước ngoài cho văn phòng tổng của anh, vẫn còn cơ hội chứ. Cuộc phẫu thuật của Hai Giang kết thúc sớm hơn dự kiến. Phẫu thuật cũng thành công lắm. Thằng nhỏ cũng đang hồi phục. Chuyện này được không? Ừ, tôi sẽ hỏi cho. Cảm ơn em nha. Tạm biệt. Alo. Có vẻ như hôm qua cậu vui lắm có phải không? Mina nhìn nó cũng rất là... Bà đã có những gì bà muốn rồi có đúng không? Cậu ngây thơ lắm đó. Mấy cái này vẫn chưa đủ đâu. Con trai của tôi sẽ không bao giờ... Tôi cần có cái gì đó như là một đòn chí tử đối với Chi Sơn. Tại sao phải là đòn chí tử với cô ấy chứ? Thôi hay sao? Cậu cô hiên sớt. Cậu chưa quên thỏa thuận giữa chúng ta chứ gì? Tôi đồng ý trả cho cậu một khoản tiền lớn, cho nên cậu phải đi cho tiếng. Tôi không quan tâm cậu có tình cảm gì với con dâu của tôi, nhưng tôi chỉ cần cậu giữ lời hứa và cho tôi cái mà tôi muốn có. Không bao giờ muốn quay lại với vợ của nó, được chứ? Tôi chờ tin của cậu đó. Anh Hiên Sớt. Vào đi Chi Sơn. Hôm qua lúc em về anh cứ lo cho em. Chuyện của em với mẹ sao rồi? Em không còn giống như trước đây nữa. Trước khi mẹ và em lại làm tổn thương nhau thêm một lần nữa. Đáng ra em nên làm như vậy từ nhiều năm trước mới phải. Em với Mina sẽ dọn ra ngoài sống riêng. Em đã tìm được chỗ nào chưa? Em sẽ bắt đầu tìm. Có muốn anh tìm giúp em không? Dạ không. Em có thể... Không sao đâu mà. Được rồi. Đợi chút. Anh có cái này cho em nè. Cái này anh cho em hả? Cái này dành cho người mới tập. Nên em đánh thử đi. Cảm ơn anh nha. Xin phép mọi người, hôm nay tôi có việc gấp nên tôi về sớm một chút. Cô Ma, con tới rồi nè. Không phải là hẹn ngày mai sao? Tôi nghĩ chắc là có sự hiểu lầm nào rồi. Hồi nghĩ cuộc hẹn là ngày hôm nay, tôi rồi tới phòng họp liền đi, được không? This way. Ơi, làm sao đi? Sao mà kịp thời gian để đi mua nguyên liệu với nấu ăn bây giờ? Hay là vậy đi, em thì họp xong rồi về nhà nấu có được không vậy? Anh giúp em nha. Anh hãy mua mấy nguyên liệu loại tôm bự nhất luôn đó anh. Anh biết rồi, đừng lo, em vô họp đi. Ừ, em đi họp nha. Ừ. Yên Sơn à, anh mua đầy đủ nguyên liệu rồi đó, khi nào em về? Em phải ở lại thêm một lúc nữa. Mấy món khác em có thể làm nhanh được, nhưng mà thịt bò kho với tôm chiên thì hơi lâu. Biểu cuộc họp. Tôi sẽ vô liền. Em cũng không hiểu sao phải lột vỏ tôm ra nữa. Em thấy ăn luôn vỏ có chất hơn đó. Em mà quan tâm việc lột vỏ tôm, khách hàng đang đợi chúng ta kìa. Dạ. Anh cứ làm đi nha anh. Tờ công thức của Hương Nhật cái được rồi. Em sẽ về chiên tôm. Vậy nha. Bác sĩ Cang, anh ấy đâu rồi? Hôm nay làm gì có ca phẫu thuật?
không biết sắp tới ai sẽ chuyển tới nữa. Mặc dù bác sĩ Cang hơi khó tính, nhưng mà tôi đã học chưa hết kỳ hạn mà, anh ấy vẫn chuyển đi sao? Hai tháng? Ai sẽ chuyển đi trước khi hoàn thành kỳ hạn chứ? Em không biết sao? Bác sĩ Cang sắp đi khỏi viện mình rồi. Ơi, không có chuyện đó đâu. Ở đâu? Anh ấy chỉ ở đây làm trưởng khoa đại diện trong 2 tháng thôi, nhưng chưa hết thời hạn mà anh ấy sẽ chuyển đi trước rồi. Vậy anh ấy sẽ đi đâu? Hình như là đến đội tình nguyện y tế của CAN ở Boston đó. Anh nói dối. Bác sĩ Cang, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Anh ấy đi đâu rồi không biết. Khoan đã. CNN. Tôi có một thắc mắc, nếu như tiến hành ngay dự án này ngay lập tức sẽ có vấn đề gì không? Đây là một dự án lớn nên cần nhiều thời gian để chuẩn bị, nhưng mà xin lỗi. Nghe đi. Tôi xin phép. Xin lỗi các vị. Được. Sorry. Ơi, chị có biết chuyện bác sĩ Cang sẽ tham gia đội tình nguyện ở Boston không? Có, anh ấy đã quyết định rồi. Anh ấy muốn chuyển đi luôn vì căn phòng tổng của chị nó. Anh Hin U có thể sẽ đi sớm nhất là trong tháng này. Em nói lại với anh ấy đi nha. Không thể nào. Tại sao anh ấy lại muốn bỏ? Bỏ phần đầu rồi cầm phần chân rồi được rồi nè, hay ha. Ai chà, rồi dùng tâm để gạt bỏ ruột gì rồi. Nè, mọi người vào nhà đi ha. Mấy bác tới rồi đây nè. Thiệt tình đó, cuối cùng chúng ta cũng được nếm thử đồ ăn của cháu giàu nấu rồi. Mọi người tới rồi sao? Em thiệt là quá may mắn vì có cô còn giàu giỏi giang đó. Cháu giàu có bằng tiến sĩ phải không? Em rất mừng đó. Phải động tay vào cái gì nữa đâu. Tôi hy vọng nó không làm quá sức, dù sao nó cũng đang có thai mà. Chắc con dâu của ông cũng vất vả lắm hả? Không có đâu, con bé rất là khỏe mạnh. Có làm phiền gì em không? Mọi người đừng có lo. Vui. Mời vào. Xin mời. Inson à, con ra ngoài đây chào mấy bác đi con. Con dâu ơi. Ông sư.